Tịnh thất bồng con. Mấy người gan to quá nhỉ, dám đột nhập vào trang trại nhà tôi để ăn trộm. A Di Đà Lạt, khai mau số đá còn lại thí chủ giấu ở đâu. Chúng tôi ngay thẳng không bao giờ ăn trộm cả. Camera nhà tôi có ghi được cảnh thầy trò các người trèo vào nhà tôi, nhưng đâu có quay được cảnh chúng tôi ăn trộm. Đừng có mà lươn lẹo, nhà tôi chưa bao giờ mà bị mất trộm tiền cả. Thế mà đúng lúc thầy trò nhà ông trèo vào thì nhà tôi mất một đống tiền. Tiền hả? Cô ơi cô, chúng cháu chỉ nghe lời thầy vào trang trại nhà cô bắt con gà con vịt, chứ chúng cháu không hề lấy trộm tiền. Thôi thôi thôi, các cô các cậu đừng có mà mồm điêu. Bọn cháu không lấy trộm tiền của cô mà. Cái tiền của tao tự mọc cánh rồi bay à? Nếu các người vẫn chối đây đẩy như vậy thì tôi sẽ lục soát hết ở đây. Nếu như tôi tìm thấy tiền của tôi thì mấy thầy trò các người chuẩn bị đi bóc lịch đi. Cây ngay không sợ chết đứng, mời lục soát. Tìm thấy rồi. Đây là cái gì? Đừng có nói với tôi là tiền quỹ của chùa này nhé. À, lấy tiền này ở đâu ra? Ở trong phòng của mấy đứa nhóc kia. Con làm thầy mất mặt quá. Thế không thầy ơi, tụi con không lấy. Sao lại có nhiều tiền như vậy? Đúng rồi con nít, tụi mày lấy đâu ra nhiều tiền? Tiền này là tiền của con thưa thầy. Đúng rồi đó thầy, tiền này là Krishnak mang từ nhà đến đây, tụi con đều thấy mà. Tụi bay đi lên chùa chứ có phải đi du lịch đâu mà cầm cả mớ tiền thế này. Quần ăn cắp lại còn ra mồm, tao phải đưa tụi mày lên top top để mọi người biết cái bản mặt của tụi mày. Cô đừng có mà quá đáng. Hello quý vị, hôm nay em lên live stream, em cho quý vị xem bản mặt của cái quần ăn cắp này. Chúng nó lấy tiền của em tăng chứng vật chứng rõ ràng mà vẫn ngoác mồm lên cãi. Đã thế thầy cho chúng nó còn đòi hội đồng em này, quý vị thấy như thế có mất dạy không? Quý vị thương em thì ném đá chúng nó nhiệt tình vào giúp em nha. Nhà điêu thuyền. Chúng nó lấy tiền của em tăng chứng vật chứng rõ ràng mà... Ôi giời ơi, anh ơi, có chuyện lớn rồi. Gì đấy? Đa ngã chưa kịp xả nước nữa mà gọi sùm vậy em. Con ai lít nhà mình nó. Nó làm sao? Nó bị người ta bảo là ăn cắp tiền giờ đang bị tố trên live stream nè. Không ổn rồi, phải lên tỉnh thức để xem phải trái thế nào mới được. Mau mau gọi cho mấy ông bà kia đi luôn. Nhà Chrissy. Alo nghe nè Thuyền. Bà có coi live stream trên top top không? Vụ gì hot à? Mấy đứa nhỏ nhà tụi mình bị người ta tố ăn cắp tiền đang bêu diếu trên top top nè. Có nhỏ nào? Tôi không có đứa con nào hết trơn á, vợ chồng tôi từ nó rồi. Con bà đang bị người ta tố ăn trộm đó, bộ vợ chồng bà tính để vậy cho xã hội chỉ trích cả gia đình bà. Lo chuẩn bị đi, vợ chồng tôi phóng cái ót qua đón. Là 30 phút sau, Tụng thất bồng con. Tao live 30 phút rồi, tao chửi muốn ráo luôn mà chúng mày vẫn cố chấp không nhận à. Tụi cháu không có lấy tiền của cô, đề nghị cô tắt live đi ngay, nếu không cháu sẽ báo công an. Cái con này, luôn mà lao bố mẹ mày là ai mà mày hỗn thế? Là tôi. Chúng tôi là bố mẹ nó đây, cô tính làm gì? Tôi. Chúng tôi là bố mẹ nó đây, cô tính làm gì? Dẹp dùng cái trò biến hình đi, mùa nào cũng thấy. Hồng bé ơi, đây là đặc sản của phim này đó bé ơi. Nín họng đi má. Hồng bé ơi, hoài từ ngày có cái tóp tóp ăn cũng hồng bé ơi. Ngủ cũng hồng bé ơi, ngay cả đi về cũng hồng bé ơi. Tiết tao viêm não Nhật Bản với cái trên này. Ghen rét người ta vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì chịu. Ghen gì kệ tía tụi bay. Nghe đấy con tụi bay ăn cắp tiền của tao, giờ tụi bay tính sao? Tao dạy mày sao? Nghèo cho sạch rách cho thơm. Vậy mà mày đành đoạn mày đi lấy tiền của người ta để người ta bêu rếu trên tóp tóp vậy à? Mẹ chưa nghe tụi con nói mà mẹ đã tin lời cô ấy sao? Cô đừng đánh bạn Zip nữa mà. Zip với bọn cháu không lấy trộm tiền. Tính nóng như kem, bà phải từ từ nghe con nó giải thích, chưa gì đã đánh nó. Con mắt nào của cô thấy tụi nhỏ lấy tiền của cô? Camera ghi được tụi nó trèo vô nhà tôi. Thế có ghi được cảnh nó lấy tiền không? Nhà tôi chỉ có một cái camera ngoài cổng là thật thôi, còn lại là mô hình không à nên không ghi được. Cô không thấy camera cũng không ghi, vậy mà cô nói lấy tiền của cô. Nói đi, số đá còn lại cô giấu ở đâu? Vậy việc tôi tìm thấy rất nhiều tiền ở phòng mấy đứa này thì đã đủ cơ sở để tống của bọn nó đi bóc lịch chưa? Ý của cô là số tiền này của cô? Đúng, không của tôi thì của ai? Mấy đứa giải thích đi, tiền này sao lại trong phòng của mấy đứa? Mẹ còn nhớ tiền con lấy của bố mẹ không? Đó đó không phải của cô ấy đâu. Rồi mẹ hiểu rồi, báo cho cô một tin chấn động. Tiền này là tiền của nhà tôi, cô bớt nhận phơi đi. À đúng là chúa tể sạp xiếc mà. Mẹ con mấy người kẻ tung người hướng đấy hả? Dắt díu 5-6 người lên đây tính cướp tiền rồi ính tôi phải không? Vợ ơi,
đừng gây chuyện nữa. Sao giờ này anh mới tới? Bọn họ đang ăn hiếp em kìa. Em không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai mà ăn hiếp được em. Anh bênh ai vậy? Tụi nhỏ không phải là người lấy tiền của em đâu. Là sao? Tiền của em anh đã tìm ra được rồi. Mau xin lỗi mọi người rồi về thôi. Xin lỗi được chưa? Nè, xin lỗi cho đoàn hoàng vào không là cái chỗ chào vô đầu nha mày. Tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi mọi người. Các cháu bỏ qua cho cô và chú nhé. Xin lỗi, cô Vu không cho con tôi xong giờ chỉ một câu xin lỗi nhẹ hừng đó là xong à? A Di Đà Nẵng, mọi chuyện đã rõ rồi, bên phía cô Jenna cũng có lời xin lỗi, thôi thì mọi người bỏ qua đi. Nể mặt thầy ông ngoại, nên chúng tôi bỏ qua. Nhân hôm nay phụ huynh của các con đã đến thì thầy cũng xin phép mời các con về đoàn tụ với cha mẹ dùm thầy. Tụi bay ở đây có vài hôm mà cái tịnh thất của thầy nó bên bờ vũ trụ luôn rồi. Ngộ Nghĩnh, Chu bắt trước, xa lộ trình, mau đóng cửa chùa lại, lời cuối cùng ta muốn nhắn tới các con, goodbye và không hẹn gặp lại. Ngày hôm sau, trường học. Oh my god luôn á, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Nghe nói mấy ngày nghỉ vừa qua các em đi lên chùa để sám hối hả? Vâng cô, lúc tụng kinh sám hối em tụng luôn phần của cô luôn. Nên cô yên tâm nghiệp không quật cô nổi đâu. Em tin năm nay em ở lại lớp không? Dạ tin. Thôi bỏ qua chuyện này đi, hôm nay lớp mình có thêm một bạn mới. Bạn mới hả cô? Là con trai phải không cô? Có đẹp trai không cô? Có giàu không cô? Có. Em nhảy vô họng cô ngồi luôn đi. Để... Hả? Thả họng ra đi cô. Làm gì? Để em nhảy vô họng cô em ngồi. Cái con ốc túc này, mày nghe cô nói mày phải dùng não suy nghĩ chắc lọc cái gì, nên làm theo cái gì chỉ nên nghe không nên làm biết chưa? À lát xô. Coi chừng cô nhà Alice, học sinh mới vào lớp đi em. Xin chào, tôi là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ. Để xem có bàn nào trống không. À, bên cạnh ai ra có chỗ trống em ngồi đó nhé. Ủa, nay là vậy ta, Alice không mê trai nữa à? Tao tưởng mày phải dãy đành đặt đòi ngồi gần trai đẹp chứ. Đẹp trai thật nhưng mà không phải gu của tao. Gu nó là cái thằng em vô đầu mò lớp trên á. Trật tự, sẵn đây cô thông báo luôn, trường chúng ta sắp tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán cấp thành phố. Hiện tại sẽ chọn mỗi khối một bạn để vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi. Lớp mình có ai muốn tham gia không? Còn phải hỏi đương nhiên là Aiza rồi cô, bạn ấy học giỏi toán nhất lớp mà. Vậy thì Aiza nhé. Nhưng mà lần này trường chỉ lấy mỗi khối một bạn, đồng nghĩa với việc em phải vượt qua được bạn kê ra lớp bên. Em làm được chứ? Em sẽ cố gắng thưa cô. Kê ra lớp bên cạnh, sao có duyên với con mắm đó vậy trời. Con nhỏ kê ra, mặc dù tính nó đáng ghét nhưng nó học giỏi toán là điều xưa nay ai cũng biết. Aiza của chúng ta cũng giỏi chứ bộ, so với kê ra cũng đâu thua kém gì. Hy vọng qua lần này hai người đó phân thắng bại. Giờ nghỉ trưa, căng tin. Á, ai ném vậy? Ôi xin lỗi, tôi không cố ý. Bộ mắt bị đuôi hay sao mà không thấy tụi tôi đứng đây? Thế mắt bị đuôi hay sao mà không biết né? Mà nghe nói bạn cũng muốn tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán hả Aiza? Ừ đúng rồi. Sao học sinh mới của lớp mày không đi thi mà lại để cho đứa hạng 2 như mày thi vậy? Ý mấy người là sao? Bộ tụi mày không biết Thon ở trường cũ là học sinh giỏi toán à? Cậu ta còn ở trong đội học sinh giỏi toán quốc gia nữa đó. Không hiểu sao lại để cho con nhỏ này đi thi. Trước giờ cậu luôn xếp sau tôi nghĩ kỳ thi tháng này cũng không ngoại lệ đâu. Đừng có cố quá lại thành quá cố đấy. Nè, Alice, đừng đôi co với mấy người này, chúng ta về lớp thôi. Tiết tự học. Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? À, nghe nói cậu ở trong đội tuyển học sinh giỏi toán quốc gia hả? Đúng. Tại sao cậu lại không nói với cô để đại diện lớp đi thi? Đó là chuyện tôi ở trường cũ, còn bây giờ chuyển đến đây. Tôi không thích lấy thành tích quá khứ ra để tranh giành với cậu. Ờ, ra là vậy. Nếu có gì không biết có thể hỏi tôi. Thật sao? Vậy thì từ giờ mình kêu cậu bằng thầy được chứ? Hai ngày trước kỳ thi đánh giá cuối tháng. Ê, biết tin gì chưa? Bà có nói đâu mà biết. Thon đang kèm môn toán cho con nhỏ Aiza đó. Thon là học bá đó. Giờ mà nó kèm cho con Aiza, tôi sợ kỳ thi này nó hơn điểm bá. Mọi lần nó thua bà có 0.1. Lần này có Thon đây là. Con nhỏ đáng ghét, dám dụ dỗ Thon của tao. Cái gì? Ý của ba là? Quên nói cho hai cậu, Thon là vị hôn phu của mình. Gia đình cậu ấy và gia đình mình đã có hôn ước từ lúc nhỏ. Cái con nhỏ đó, cha thì không thích lại thích làm trà xanh. Bà cho nó chặt đi. Phải cho nó một bài học mới được. Tôi có kế hoạch này, hai cậu lại đây nghe tôi nói.
Ngày thi. Thì con nhỏ đó, trà thì không thích là thích làm trà xanh, mà con muốn chọn đi. Phải cho nó một bài học mới được. Tôi có kế hoạch này, hai cậu lại đây nghe tôi nói. Ngày thi. Lát vô thi nhớ bài tao nha. Mày học thì không chịu học, chỉ chờ quay cóp. Làm vậy không thấy có lỗi với cái xe bún bò của mẹ mày hả Zip? Tao có bảo mày bài tao đâu mà mày ý kiến. Lần này tụi mày tự lực cánh sinh nha. Chứ tao phải tập trung vào bài thi á. Không có thời gian để cho bọn mày chép đâu. Mày cứ tập trung vô bài thi đi, tụi tao tự lo được mà. Tao học hết chân rồi, tháng này đảm bảo điểm văn tao trên 8. Ủa, mày có bị nhầm lẫn gì không? Hôm nay thi toán mà. Đến giờ thi rồi, vào trong ngồi theo số báo danh tôi ghi trên bảng đi. Cô ghi số báo danh theo cái quy luật gì vậy cô? Em số 3 mà sao ngồi tốt dưới này vậy? Còn các bạn khác lại ngồi gần nhau. Tôi thích được không? Ý kiến thì đừng ngồi, đừng thi, đi về đi. Dạ không, ngồi ở đây thoải mái lắm cô. Tôi bắt đầu phát đề. Sau khi nhận đề ghi đầy đủ thông tin họ tên, lớp, số báo danh, mã đề, tất cả làm bài trong im lặng, cấm quay cóp, nhìn tài liệu. Ai có điện thoại hay tài liệu thì bỏ ra ngoài cho tôi. Đừng để tôi bắt gặp các anh chị xem tài liệu hay sử dụng điện thoại, nếu không tôi tịch thu bài, đuổi ra khỏi phòng thi. Sau khi thi xong, nãy làm bài được không? Làm được câu dễ, còn mấy câu khó không làm được. Rốt cuộc là được mấy câu? Chắc được 2 câu, còn lại toàn câu khó làm bừa. Còn mày, có làm được không? Được chứ, tao làm hết luôn. Thằng chó thế mà đéo bày tao. Tao biết làm con mẹ gì đâu. Tao nhìn bài thằng cờ rít nát á. Tao chép bài của con ai nít đó giúp. Rồi tới công chuyện luôn. Mà con ai ra đâu, nó làm bài được không biết. Ê, tao làm được hết nha. Vậy hả? Lần này bà phải hơn điểm con nhỏ cây ra đó, cho nó bẽ mặt trước toàn trường nha. À, đi ăn đi, tôi bao. Cứ có người bao là tao đi. Mà rủ thôn đi cùng đi công lớn là nhờ cậu ta phụ đạo cho mày đó. Ờ, cậu có bận gì không? Nếu không thì đi ăn cùng bọn mình nhá. Chìa khóa đâu? Nè, tất cả là mình lấy trộm được chìa khóa của thầy giám thị đó. Còn ông bảo vệ? Yên tâm, tao cho ông uống 1 tỷ gói mè rồi. Giờ ông ngủ chắc kiếp sau chưa tỉnh nữa. Đi vào trong kiếm bài thi của con Aya đánh tráo với cái này. Ê, hay tụi mình về đi, tao sẽ sợ quá à. Sợ cái gì mà sợ? Mà hát cho cháu chứ. Hát mà mua cái mè rồi sao mà nó chơi nữa. Nếu mà mày sợ thì đi về đi. Mốt đừng chơi với tao nữa. Về sau công ty của bố mày mà bị gì đừng có nhờ tao. Tao chỉ là hơi lo thôi mà. Thôi mau vào trong kiếm đi, lát bảo vệ đổi ca là toan cả lũ. Hỏi bạn Alice có ở trong lớp không? Alice có người tìm nè. Bạn tìm mình hả? Có chuyện gì không? Tặng cậu nè, hôm nay mình lấy hết can đảm để nói với cậu điều này. Bạn nói đi. Vì mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao, phải làm sao? Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao? Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Just a mouth fit and không đợi phút. Tiền bối, sao anh lại ở đây? Không ở đây để mà mất người yêu hả? Hả? Cái gì? Tôi vừa nghe được tin chấn động gì vậy? Lát tao kể cho tụi bay nghe. Đây là bạn gái của anh nghe chưa nhóc, đi về lớp đi. Học không lo học mới bay lớn, yêu đương cái gì? Giỏi quá ha, người ta đang tỏ tình với em mà sao anh dám đuổi đi? Bé có bạn trai rồi còn tính yêu thêm ai nữa vậy? Thôi em giỡn, anh về lớp đi, em tranh thủ ngủ một xíu, buồn ngủ quá. Mắt em kìa thâm quầng cả lên rồi, lại thức khuya nữa đúng không? Đâu có đâu. Anh cấm thức khuya nha, không có được thức khuya nha. Ngoan đi anh thương. Nghe ông nói mà tôi thấy mắc địch quá, đi về lớp giùm cái đi ông thần. Alice, bạn em nó ép buộc anh yêu nó đúng không? Hãy đưa ra tín hiệu SOS đi. Thôi sắp vào lớp rồi anh về lớp đây, mai gặp nhà bé. Tao nhớ là tiền bối Enzo nổi tiếng là lạnh lùng mà. Sao bây giờ nhìn như thằng trẻ trâu vậy? Bộ yêu đương vào là đứa nào cũng như vậy hết rồi trời. Thằng vô đầu môi này chắc bị té giếng nên mới yêu mày. Mày đã làm gì ổng khai đi, bỏ bùa hay che ngải? Đơn giản là vì tao đẹp thế thôi. Sự tự tin của mày đã đạt tới mức tu thành chính quả rồi. Kệ tụi tao, chuẩn bị đến tiết thể dục lo mà ra sân thể dục đi ra trễ thầy phạt đó.
Lẹ lẹ bay ơi, ông thầy thể dục đanh đá lắm. Sai cái là ổng phạt chạy lòi cục cức luôn. Lấy bạn ai ra làm chuẩn cả lớp một hàng dọc tập hợp. Ủa thầy, thầy bộ lớp này học sinh chết hết rồi hay sao? Mà lúc nào tiết thể dục của thầy, thầy cũng kêu em ra làm chuẩn vậy? Tại thầy thích, tiết trước chúng ta đã học nhảy xa nên hôm nay... Đừng ngồi chơi đúng không thầy? Em lên đầu thầy ngồi luôn đi. Dạ. Hảo học trò, hôm nay thầy tính cho các em học nhẹ nhàng thôi, nhưng nhờ công của bạn Aiza nên cả lớp hôm nay thầy sẽ kiểm tra nhảy xa. Ai nhảy không đạt sẽ bị phạt chạy vòng quanh trường. Ôi mà thầy, đứa nào làm đứa đó chịu đi thầy, tụi em đâu có hỗn với thầy đâu. Thon đọc điều 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy cho thầy. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt thưa thầy. Thầy nói gì em còn cãi được chứ, thầy đưa 5 điều Bác dạy ra bảo kê thì em thua, em không cãi được. Nhìn thầy làm mẫu. Nếu qua được cái tường thứ 2 thì thầy cho 2 điểm A, còn qua được cái tường này thì được 1 điểm A. Bây giờ các em lần lượt nhảy cho thầy. Đạt. Hay. Good job. Em xin lỗi thầy. Hai ba. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Cả lớp, chạy 10 vòng quanh sân trường cho tôi. Cô vừa nghe thầy thể dục mắng vốn lớp mình, các em cho cô lời giải thích đi. Thưa cô, lỗi tại em, nên cô có trách có mắng gì thì cô cứ phạt cả lớp đi ạ. Chúng em đoàn kết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ê con mất dạy, tao chỉ muốn hưởng phúc thôi, còn họa mày làm mày chịu đi. Lúc mày đi chơi với bồ mày ăn sung mặc sướng, lúc mày ố dê mày có rủ tao đi cùng không, mà giờ quả mày bắt tao chịu cùng. Thôi đi ồn ào hết sức, chuyện này cô sẽ xử lý sau, bây giờ có chuyện này quan trọng hơn. Ngày mai lớp mình sẽ có một tiết dự giờ, các em phải chuẩn bị thật kỹ cho cô. Ôi trời ơi, tiết dự giờ nơi thể hiện tài năng của các diễn viên Hollywood. Lần này người đến dự giờ toàn bộ là nhân viên đến từ NASA. Họ đến làm gì thì ngày mai các em sẽ biết. Ngày mai chú ý ăn mặc đẹp một chút, nói năng cẩn thận vào Zoom cô là cô đội ơn các em rồi. Còn về phần kiến thức bạn ấy ra gánh. Nay mặc đồ đẹp dữ ha, đi học hay đi làm gái vậy bà nội? Bình thường thôi, trước giờ tao vẫn mặc đẹp mà. U la trời, con này chắc nó đánh bùi thấy có trai nên nó ăn diện vậy đấy. Tao mách ăn vô. Mày mà mách tao cắt mày giờ. Cô chào cả lớp, hôm nay cô có một bất ngờ dành cho các em. Bất ngờ gì vậy cô? Hôm nay lớp mình sẽ có các thầy cô mới đến dự giờ. Âu bất ngờ quá đi. Nghe thú vị quá cô ơi, cô mời các thầy cô vào đi cô. Một tràng pháo tay to dã man để chào đón các giáo viên đến dự giờ nào. Chào các em, bọn chị là phi hành gia đến từ NASA, rất vui được gặp các em. Trời ơi đẹp quá, trông các anh chị ngầu dã man luôn. Chị Capfeni em hâm mộ chị lắm, ước mơ của em là trở thành phi hành gia giống chị. Cảm ơn em nhé. À, tôi có một chuyện hơi ngoài lề xíu muốn hỏi, cô giáo chủ nhiệm cứ hỏi đi. Cho tôi hỏi bộ đồ cô đang mặc mua ở đâu vậy? Nhìn đẹp quá, bộ đồ này ở trong sổ sứ mệnh mùa 39 chủ đề phi hành gia của Liên Quân Mobile đó cô giáo. Cảm ơn cô nhé. Tối tôi về bảo chồng tôi mua sổ sứ mệnh tặng tôi mới được. Hôm nay chúng tôi đến học viện này mục đích là để tìm hai bạn nữ gia nhập vào phi hành đoàn của chúng tôi. Trời ơi đã quá, em muốn tham gia. Nhưng để được gia nhập phi hành đoàn thì các bạn phải vượt qua được bài kiểm tra của chúng tôi. Nghe kiểm tra là thấy không ham rồi. Tôi biết học viện Liên Quân trên mặt thì là dạy những môn học cơ bản, nhưng thực chất bên trong là đào tạo cho các học viên trở thành các pháp sư, sát thủ, xạ thủ, trợ thủ. Cho nên chúng tôi đã xây dựng một bài huấn luyện phù hợp. Vậy thì tốt quá, có lẽ mình có cơ hội. Xin lỗi tôi xin phép một vài phút. Triệu Vân, thầy chủ nhiệm lớp Kaiza, chồng của cô Illumia. Vào ngồi đi các em. Dạ. Thế này là thế nào? Sao thầy cho mấy bạn lớp thầy vô lớp em ngồi vậy? Tụi em không chịu đâu. Cô
cô, nói gì đi cô. Ờ, chồng quả lộn thầy Triệu Vân chuyện này là thế nào? Sao lại mang học sinh lớp thầy vào lớp tôi vậy? Lúc nãy thầy hiệu trưởng bảo là thay vì cho hai lớp học riêng thì giờ gộp chung vô luôn, chứ để hai lớp huấn luyện hai lần nhà trường không có đủ tiền tài trợ. Ông hiệu trưởng trường đúng keo kiệt mà, tiền quá trời quá đất lúc nào cũng than cạn kiệt kinh phí. Thôi thì để chúng nó huấn luyện chung cũng được, như vậy tính cạnh tranh tăng cao chúng nó sẽ cố gắng hơn. Cũng có lý, các em từ hôm nay các bạn lớp của thầy Triệu Vân sẽ cùng các em tham gia buổi huấn luyện của các vị đến từ NASA. Vì lần này chúng tôi chỉ chọn hai nữ nên các bạn nam không phải tham gia huấn luyện mà các bạn sẽ hỗ trợ chúng tôi trong quá trình huấn luyện. Tại sao lúc nào cũng cứ dính tới mấy đứa lớp này thế nhỉ? Ê, con kia không thích thì bấm nút biến. Làm như ở đây cần mày lắm không bằng, không có mợ trợ vẫn đông. Nghe nói ước mơ của mày là làm phi hành gia đúng không? Không liên quan đến mày. Thực ra tao cũng chả muốn làm phi hành gia gì đó đâu. Nếu như mày muốn thì nói tao nhường, có khi tao sẽ giả vờ không vượt qua được bài huấn luyện để nhường cho mày. Không cần, tao dư sức để thắng mày. Cứ chờ xem. Bài kiểm tra đầu tiên đó là kiểm tra tiền đình. Các em vào xe này nó sẽ lăn với tốc độ bàn thờ, sau khi dừng lại ai bước ra mà đứng vững không bị té thì qua bài. Cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. Trời ơi trời, chóng mặt quá. Quá lớn sao mày tỉnh bơ vậy mà không thấy chóng mặt hả? Có gì đâu, tao thấy đơn giản mà. Cô cho em đi thêm vài vòng nữa được không? Tôi sẽ chống mắt lên xem coi bà có chịu được không. Dù có khổ nữa tao cũng phải ở lại, tao không thể nào thua cái con ngài lít được. Nói người ta cho giữ dô tới lượt mình ngói ẻ ra đấy, quê chưa? Quần nè, đội vô đi. Trời ơi, cái quần gì mà túi ảnh vậy? Có 3 ngày chưa tắm chưa nhiều. Thôi không cãi nhau nữa, các em vừa hoàn thành xong bài kiểm tra tiền đình. Cô thấy bạn Ailis và Anette rất có tố chất, đã xuất sắc vượt qua bạn Keza thì ở mức chấp nhận được. Còn bạn Josie và Aiza, hai em không vượt qua được bài test cơ bản này thì hai em không có tư cách ứng tuyển vào NASA. Rất tiếc hai bạn sẽ phải rời khỏi kỳ huấn luyện này. Bài huấn luyện thứ hai, các em sẽ đi vào khu rừng chặn bạn. Trong thời gian quy định phải ra khỏi khu rừng bằng mọi cách. Trường hợp cảm thấy gặp nguy hiểm, không thể tiếp tục được nữa thì bấm vào ký hiệu của NASA để đăng xuất ra khỏi cuộc chơi. Nên nhớ một khi đã chọn bấm nút trở về thì không có tư cách vào NASA nữa. Bây giờ thì đi đi. Sau khi vào khu rừng, Anette bị tách khỏi Ailis và Keza. Tuy nhiên với sự thông minh, Anette đã nhanh chóng tìm ra được lối ra. Còn phía bên này, Ailis và Keza bất đắc dĩ phải đồng hành cùng nhau nhưng mãi vẫn chưa tìm được lối ra. Ai cho các người bước vào lãnh địa của ta? Ngươi là ai? Tôi tên là... Ngươi muốn gì? Bất kể kẻ nào xâm phạm vào lãnh địa của ta đều phải chết. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi giết được bọn ta? Sao mày mạnh mồm vậy? Phun đồ rồi à? Chưa, nãy giờ pha mới lên được cái giày. Thế mà to mồm ghê. Làm vậy để cho nó tưởng mình mạnh nó sợ. Hai cái con cút đọt này, chân thì ngắn mà gan to nhỉ, dám thách thức ta à? Cỡ hai đứa như tụi bay tao địch cái tủng là hai đứa bay đang xuất khỏi trái đất rồi. Nhìn mặt nó ghê quá, phải làm sao đây? Làm sao ai biết làm sao? Với tình hình hiện tại, tao với mày không phải là đối thủ của nó đâu. Tao có cách rồi, mau nói theo tao. SOS. Hai đứa tụi mày đang nói cái quái gì vậy? Ra tín hiệu SOS để cho cư dân mạng top top cứu. Ảo top top vừa thôi. Tao suy nghĩ kỹ rồi tao bỏ cuộc. Chứ ở đây giao chiến với tên này chắc lành ít dữ nhiều. Mày có đi không? Tao sẽ ở lại so lo với nó. Vào NASA là ước mơ của tao. Nếu như tao bỏ cuộc thì mọi cố gắng của tao chẳng còn ý nghĩa gì cả. Mày bấm nút quay về đi. Nếu mày thắng được tên đó thì về sau tao sẽ không kiếm chuyện với tụi mày nữa. Cho mày lên làm đại ca luôn. Vậy tao bấm nút đăng xuất nhé. Chúc mày may mắn. Khoan đã, cho tao xin 5 phút để farm được không? Được thôi, ngươi có farm 20 phút nữa cũng không thắng nổi ta đâu. Thăm ngàn, kẹp ngân. Thăm ngàn, kẹp ngân. A few moments later. I'm on the...
chết đi, cái thằng chết đi liền mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ơi chết đi, cứ chờ nó đi, cái thằng khốn kiếp khốn kiếp. Ơi chết đi, cái thằng chết đi liền mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ơi chết. Mọi người ơi, Alice về rồi. Giỏi lắm Alice, tụi tao tự hào về mày. Các em làm tốt lắm. Chúc mừng Alice và Anette đã vượt qua bài huấn luyện này. Hai em chính thức được trở thành thành viên của phi hành đoàn.